Vậy thôi lấy vậy lỡ là lấy luôn 2,5 cây luôn đi. Dạ. Dạ 2,5 cây. Lấy 2,5 cây em ơi. Cái mấy rồi? Sai qua là nó khoảng là 55 mà là gần 60. 55, hai cái kia là anh để trên đúng không? Hai cái đèn nó anh để trên nhưng mà có nghĩa là anh không có để sát gì anh nó mà anh để bên đây cái bên kia cái. Có nghĩa là giống như mình để giữa hồ nha nè. Dạ dạ. Dạ. Hồ anh là hồ công nghệ không có chơi bên trên. Thì dạ. Giờ có cách nào mình cho nó lên màu dạ. Tốt hơn cái mùa dạ. Đèn nếu mà hồ nó mới lên cỡ này à? Dạ. Hồ 1m68 á. Ừ. Thì xài đèn 1,5 m. Ừ. Dạ là anh lấy đèn RD2 nè, anh ốp ngang giống như những cái con cá đây em đang ốp nè. Ừ. Ốp ngang như vậy để trong nước luôn. Để trong nước có giật không? Không anh. Đèn này để giữa hồ hay mà để trên? Để y như vậy. Vậy là trên sát trên này luôn hả? Sát mấy nước nè. Ừ. Đó anh quay một cái góc độ xéo xuống. Xéo xuống. Xéo xuống cái đường ngang cái đó. Đường đó rồi. Đúng ừ. Là cái mặt nó quay xéo nó là con cá mình nó sẽ lên màu trong thời gian rất là nhanh. Còn hai cái đèn kia vẫn để nguyên như cũ hay là mình đèn kia vẫn để nguyên như cũ? Tại vì hai cái đèn đó em chỉ là để sát đây nhưng mà dạ. Để ngoài đèn ở bên trên á, để trên ngay bên trên á là một cây là mình để đây dưới xuống à. Một cây là gì dưới hồ dưới xuống. Ừ. Dạ thì nó mới của anh là hai cái đó rồi. Của anh là huyết long phong trắng hay là phong gì anh? Của anh là phong xanh. Phong xanh, ok. Phong xanh thì nó sẽ lên màu nó hơi chậm hơn phong đen một chút nhưng mà nó vẫn lên được. Vậy cái đèn đó anh vẫn để hai cái đèn ở trên anh vẫn để như giống như em nói, còn cái cây này anh để dưới nước để ngay vị trí mặt nước này và chiếu xíu xuống như vậy. Rồi ok, vậy lấy anh cây để ok. Bật đèn nó có bật trong này là bật đèn bật liên tục 24/24 bật 24/24 luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà nếu như vậy nó có bị lên rêu đen ấy, cái màn dưới nó hơi đóng nó không có lên rêu đen mà nó sẽ có rêu này nè. Không, bật của anh nó bị hơi đen đen tại vì anh bật bên này cái bên tối anh tắt hơn. Anh cứ bật rêu, bật liên tục cho em, nó chỉ có rêu này thôi. Ừ. Rêu này á thì một là mình chà bằng tay. Hai là mình mua phi phụng cho nó múc rêu. Phi phụng có nuôi trong đó. Phi phụng nó nuôi nó múc rêu, nó múc rêu mấy cái này hết. Đó, đó. Sạch sẽ hết. Vậy còn nếu như nó có bị cái mình đen đen thôi mình lau thôi hả? Cái đó là phi phụng nó cũng múc cái đó luôn. Nâu nâu giống vậy đúng không? Nâu giống cái kia đúng không? Ừ. Đó nó múc rêu hết. Nó ăn luôn cái đó luôn. Chuyện cá huyết long anh múc phi phụng luôn mà. À, anh chắc là anh nuôi phi phụng sai nhỏ quá. Bằng tay bữa đó nó chơi xong nó để nó đói ra đi chơi du lịch những lúc luôn. Ờ thì chắc là nó đói quá. Cái đèn đó đi. Dạ dạ lấy cái đèn 1,5 m đi. À, ở đây em cũng đánh nè, cái nhỏ này nó đã lên màu như thế này rồi. Ừ. Là nó đỏ luôn rồi là mình phải gắn đèn ở đó hả? Dạ đó. Con này nhỏ xíu này cũng lên màu rồi đó, nó đỏ luôn nè. Là đèn mình phải đèn 24/24 luôn. Đèn cho cá là anh mở 24/24 đừng có tắt đèn. Còn đèn phía trên vẫn để luôn vậy vẫn luôn để luôn. Dạ. Ok, anh không biết anh cứ là ban ngày thì mở vào buổi tối vậy. Đây đó. Là một cái ví dụ nè. Con cá này là nuôi thiếu đèn, thiếu trầm trọng luôn. Ừ. Đó thì nó tới size này nó vẫn bự bằng đây nhưng mà nó ừ. Không có màu. Con cá này là con cá có đèn nhưng mà cũng chưa có gọi là đủ nữa. Đó. Đó là của anh là cái này nè. Đó, thì con này là vẫn chưa đủ đèn luôn. Anh thấy là yếu quá, anh thấy cái dạ đúng rồi. Khi mà nghe đó. Nói trên đó rồi thấy có vẻ thì khi mà anh con cá này con cá đủ đèn nè. Ừ. Đó, con này nè, không đèn. Thiếu đèn và đủ đèn là rồi, thức ăn của nó mình có cho ăn thêm gì nữa không? Thức ăn là anh cứ cho bình thường, nó ăn gì anh cứ cho đó, cho ăn tôm tép càng tốt đó. Anh cá anh nó chỉ khoái ăn sâu ăn dế rồi á là ép có dạ, đi đi luôn có rít thiền tuần anh cho ăn tôm dạ rít tuần gì nè dạ. Nói chung thì cái thức ăn cho cá đó là anh ăn cái gì cũng được hết á. À, quan trọng là cái đèn con cá nó lên màu nhờ đèn. Sệ thì đối với cá sài lớn á thì sau này mình nhờ thợ tới mình xử lý. Dạ. Tại vì ở đây em không có làm mấy cái đó. Còn cái con cá trong có hồ dừa rồi trong này là 1,5 m đúng không? Có hồ bình thường nó phải làm được cái hồ bình thường. Đèn nó bao nhiêu một cây? À 1,5 m là 1,350. 1,350. Dạ. Còn là một cái hồ 1,68 m của anh, còn cái hồ của anh là 1,5 m. 1,5 m cũng xài đèn 1,5 m luôn. Tại vì cái đèn 1,5 m là nó còn lại còn 1,42 m thôi. 1,42 m, 1,43 m này. Vô được mà phải không? Vô được anh. Dạ. Kính dày một phong hai phong này cũng được đó, sao đâu. Ủa như vậy 1,68 m cũng mua có 1,42 m thôi. Dạ nó chỉ có những size là 1m, 1,2 m, 1,5 m và 1,8 m thôi. Vậy thôi lấy vậy lỡ là lấy luôn 2,5 m luôn đi. Dạ. Dạ 2,5 m. Lấy 2,5 m em ơi. Nó sẽ gia cố đèn lại cho anh để mình
đi mình vận chuyển mình xài nó sẽ hạn chế bể vỡ và vô nước cho mình. Đèn này có bảo hành 6 tháng, một đổi một nếu lỗi do nhà sản xuất. Ví dụ như là anh xài mà thủy tinh nó không bị bể mà nó vô nước, ví dụ anh ngâm trong nước vậy mà nó vô nước thì em sẽ bảo hành cho anh đổi mới. Còn nếu mà anh xài mà mình làm bể thì cái đó nó không nằm trong bảo hành. Okay. Đó giờ tác động vật lý mà mình làm nó bể thì đó mình phải chịu. Đó, còn ví dụ như nguồn nó hư hoặc là led nó bị đổi màu mà đó là những cái lỗi mà do sản xuất thì anh em sẽ đổi mới cho anh trong vòng 6 tháng. Đó, còn ví dụ mình làm nó hư, ví dụ như cái nguồn mà mình làm ướt nước rồi nó hư thì cái đó là mình sẽ mua cái nguồn khác. Có khi nào trị cái ống giật điện không? Không, anh điện sau cái nguồn này nó chỉ còn lại có 24V thôi. Nó không sẽ không có ảnh hưởng tới cá cũng như là mình cũng vậy luôn. Nó không có gây nguy hiểm cho người. Đó. Mà mấy con này nhỏ nhỏ em đánh hết nè. Sau này em đánh hết. Một cây một á, nếu cái hồ nhỏ này đánh một cây một thôi, còn hồ nó lớn thì 2-3 cây. Nếu như vậy cái hồ anh vậy là anh để được 3 cây một cả ngày được không? Mở cả ngày 24/24, tức là cái cây kia anh vẫn để trên bình thường. Tại vì cái hồ nó lớn thì anh để thêm một cây này nữa. Rồi sau một thời gian á, nó quen dần rồi, anh có thể lấy cây ở trên anh để xuống thêm một cây nữa. Hoặc là có thể mua thêm một cây rồi để ai đánh vô nữa. Dạ. Tại vì có một số cái đèn mà anh, ví dụ như anh đã xài lâu rồi thì nó sẽ giảm đi cái tác dụng, nó không còn cao nữa. Dạ. Đó, mấy cái này là em xài nè, một cây một. Mà anh xài cái này, cái này nè, có khi nào nó rớt rồi không? Để trong nước là hầu như nó không có rớt anh. Dạ. Tại vì chứ anh chiếu đèn bên ngoài. Bên ngoài là rớt nha. Bên ngoài là hiện tại chưa có hết nào mà nó chịu được ở bên ngoài hết á. Bên ngoài thì sắp tới em sẽ có cái kẹp nó ở đây. Nó bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài đánh sẽ không hiệu quả mà đánh bên trong nha. Bên trong hiệu quả hơn, nó sáng hơn và hiệu quả lên màu hơn. Nó không có bị ánh sáng chiếu bên ngoài cái hồ nó mất thẩm mỹ. Cái hồ anh lớn nhưng phải chơi dòng sam. Được chứ? Mẹ. Hồ em nuôi quá trời sam trong đây nè. Sam thì bự nó nhỏ ra này là bao nhiêu con? À, cái này là loại 1.9 cũ à. Dạ, còn ở dưới này thì nó rẻ hơn nè. Cái này là nó sung quá anh, nó sung quá nó bơi nó cạ vô kính á. Nên là nó dạ. Cái này á, cái này là chỉ cần thay nước cho muối là hết. Nó đơn giản. Dạ, thì đơn giản thôi. Còn cái này là 8 cũ một con. Dạ. Ồ vậy giữa 8 cũ và 9 cũ. Bên đây là bảy củ nè, cái này nhỏ này là bảy củ nè, bên này là 7.5 củ nè, con sam này là 6.5 củ nè, con sam albino này 6.5 củ, bên này 6.5 củ luôn. Dạ. Thì cái hồ anh mà phong xanh á, anh để con sam lắp diamond vô nó rất là đẹp. Là con nào? Dạ mấy con này nè anh, đây là hàng loại 1 hết, em không có làm loại 2, loại 3 không có làm. Dạ. Anh cũng đang định kiếm cặp sam mỏi vô mày, nó hồi nó hơi bự nó rộng quá. Dạ anh bỏ tay cực cho phi được không? À, con nói dữ lắm á nha. Mà sao nó giờ nó quen rồi. Dạ cái loại đó là nó loại dữ. Bây giờ biết tâm rồi. Dạ còn cái cái này là super sọt anh, super sọt à. Dạ. Con gì mới gù cái lưng lên à, pha phu đó. Pha phu à. Pha phu này em đây có pha phu nhỏ nè, pha phu nhỏ, còn bên kia có pha phu lớn ở bên trên kia. Thấy không? À, lưng gù nó gù phu lên đó. Dạ. Còn này là super sọt, nó cũng gù nhưng mà nó dạng nó lại hơn, nó tròn hơn. Giống của nó vậy là sao? Nó đột biến anh. À, như vậy trong một bầy nó có con đột biến là ra vậy. Dạ ít có lắm, trừ là những cái sản phẩm nhân tạo người ta cho thuốc vô là cái đó không tính nè. Còn cái này là dạng tự nhiên, tức là hàng trăm con hàng ngàn con nó mới có một con nó bị đột biến giống vậy. Một cá lúc này nó hạ rồi, con này con gì vậy? Huyết long anh. Huyết long mà giờ có 99 rồi. Dạ đúng rồi, con này đẹp lắm á. Dạ, hồi đó anh mua ở bên kia là con có nhiêu đây bán anh có 12 triệu. Ồ, còn mua không mua hồi mùa dịch năm 2020 á. Mà dịch thì cũng đâu có giá dữ vậy. Tôi bán anh nó 12 triệu là của cái ông gì mà của anh chứ. Cái bên ngay chỗ bên mà nhỏ vậy thôi hả? Ừ. Nó có chút xíu vậy nè. Dạ. Mà đó anh nuôi anh sợ chết rồi mà. Dạ. Và anh nuôi được 3 năm rồi đó. Dạ. Này 9.5 triệu nhiều lắm anh. Em còn một cái loại 7 triệu mấy 8 triệu mấy nó cũng sai 20 mấy xăng luôn. À. 9.5 triệu.
Không, dù sao nó cũng rẻ, cá mình mua. Mà cái này là cá chuẩn luôn nha anh, nhập Indo chính ngạch. Đó nhà là anh mua 12 nè. Nhà mua 12, còn mua ở trường nó cũng là 8 triệu rưỡi. Dạ. Cũng trồng huyết long nhưng mà có cái là mình không tiết tiền, nhưng mà có cái là do mình mua chất liệu kém quá. Cái này là huyết long Bisol 38 triệu. Dạ 38 triệu, nó là đuôi càng nó bự lắm. Con này là 75 hả? Dạ cái này super sọt 75. Thấy chưa? Hơn khác hơn của mình nữa. Nhưng mà chơi này thôi à. Dạ. Thank you.